Khi mà cuộc thi bước vào vòng tứ kết, các đấu thủ sẽ phải xuất trình xá lá locator card để có thể được đi tiếp. Và khi Yugi và những người bạn xuất trình đó, chào các bạn đến với channel của Đào Shop, kênh chuyện về game bỏ bi cùng với Tiến và Mẹo. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng trò chuyện để bật mí những điều hay ho xoay quanh những chủ đề thú vị nha. Và ở lần trước thì chúng ta đã nói về 10 phân khác của Pokemon, thì lần này NSF sẽ tổng hợp thêm những cái thông tin thú vị khác nữa. Hy vọng các bạn sẽ thích video này nhé. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không nói về Pokemon mà chuyển hướng sang Yu-Gi-Oh. Và chủ đề ngày hôm nay chính là 10 sai sót trong anime Yu-Gi-Oh Duel Monster. Thì trước khi nói về chủ đề ngày hôm nay thì mình cũng có một điều muốn nói với các bạn là những cái sai sót này bọn mình sẽ tổng hợp dựa trên phiên bản anime Nhật. Và ngoài ra thì trong khi nói bọn mình cũng sẽ để thêm những cái dẫn chứng bên dưới để cho các bạn dễ theo dõi các bạn nhé. Rồi, đừng có để mấy bạn đợi lâu, bây giờ vô luôn nhé. Ok, vô luôn nè. Mở đầu, chúng ta sẽ nhảy ngay đến tập 45 của anime khi Kabaseto triệu hồi một monster có tên là Jack Master. À thì Jack Master có phải là quái thú có hiệu ứng khi mà được lực lên thì sẽ có khả năng phá hủy một cạm bẫy tự chọn đúng không em? Nói ra, những lá bài quái thú có effect thì sẽ được quyền màu cam. Nhưng trong anime khi triệu hồi thì lá bài lại mang màu vàng của quái thú không có effect. Thì chắc là do hai màu nó ná nhau cho nên người ta dễ nhầm lẫn ở đây á. Em cũng nghĩ là vậy, nhưng mà fan của Yu-Gi-Oh thì có hơi khó tính mà đúng không? Tôi nhanh đến tập 51, trong trận đấu gặp Bandit Keith, Yugi có sử dụng một lá bài mang tên là Kowin Dragon và chỉ số tấn công của lá bài này là 1500. Và bạn cũng đã thấy rõ được hình ảnh và chỉ số của lá bài này trên tay Yugi. Nhưng sau khi lá bài bị phá hủy bởi Zera The Man, Yugi chỉ bị mất 1100 life point. Có nghĩa là đáng ra Yugi chỉ còn 200 life point thay vì 400 life point sau khi bị Zera tấn công. Ủa, có hiểu người ta, vậy là hack game rồi, Yugi là 200 điểm life point rồi. Yugi mà. Điều thú vị thứ ba nằm trong tập phim 57, Yami Yugi đã triệu hồi Alpha The Manic Warrior trong tư thế phòng thủ. Lá bài này có chỉ số phòng thủ là 1700 điểm, nhưng khi lên phim thì lại là hiển thị 1000 điểm. Thì anh thấy lõi này cũng có xuất hiện ở nhiều tập trước, nhưng mà do số lượng cũng không thường xuyên cho nên anh nghĩ là cũng đáng để mình đề cập đến đó chứ. Nhưng có một điều thú vị nữa là đây là trận đấu đầu tiên mà Yugi thắng, không có nhận bất kỳ sát thương nào. Wow. Yugi mà em, thắng rút bài, hết tấm nào rút tấm đó không? Ghê vậy hả? Ở tập 58 tiếp theo luôn, khi mà Zoe đấu với lại Espero 3. Round 1, fight. Trong phân cảnh Espero 3 triệu hồi quái thú mang tên là Cyber Rider và tấn công Zoe, thì bạn có thể thấy được rõ là Zoe đang cầm bài bên tay phải và Dudis ở bên tay trái. Và khi bị tấn công bằng cách thần kỳ nào đó, thẻ bài lẫn Dudis đều bay màu. Sau khi ngã xuống thì Dudis xuất hiện trở lại trên tay Joe. Nhưng những lá bài thì biến đi đâu hết rồi. Thì có thể Zoe té mạnh quá cho nên những cái lá bài bị văng hết còn sao em. Vậy còn cái Dudis có hỏng tất yếu anh giải thích như thế nào đây? Thì cái này liên quan tới anime một chút để anh giải thích cho. Thì một đoạn anime người ta sẽ bao gồm rất là nhiều khung hình, có khi lên đến hàng trăm hàng ngàn khung hình luôn, chỉ để làm nên một đoạn anime dài 4-5 phút ở đây. Thì cái việc mà người ta vẽ thiếu hay có sai sót cho một số khung hình trong con số hàng trăm hàng ngàn đó là chuyện mà rất là bình thường. Vậy là mình phải thông cảm cho người ta chứ nhỉ? Đúng rồi. Ở vị trí số 5 sẽ là lá bài Buster Blader, một quái thú cộng đồng 7 sao vô cùng được ưa thích do sở hữu chỉ số công và thủ vô cùng cao. Tuy nhiên, khi lá bài được cầm trên tay của Yugi trong anime, Buster Blader chỉ sở hữu cấp độ 6 sao mà thôi. Mà người ta nhầm có một cấp độ chứ không sao đâu anh ha. No, bậy rồi em. Quái thú cấp độ 6 sao với là quái thú cấp độ 7 sao khác nhau xa lắm á. Vậy hả? Để anh giải thích cho mà nghe. Do trong lượt chơi bài của Yugi, quái thú có chỉ số 5 hoặc 6 sao chỉ cần hy sinh một quái thú là có thể chịu hồi. Trong khi quái thú 7 hoặc 8 sao thì cần đến 2 quái thú để chịu hồi. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược đấu bài luôn đó. Ồ, vậy là sai một ly đi một dặm luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà sai sót này chỉ xảy ra trong tập mà Buster Blader lần đầu tiên xuất hiện trong anime mà thôi. Trong anime tập 81, khi mà cuộc thi bước vào vòng tứ kết, các đấu thủ sẽ phải xuất trình xá lá locator card để có thể được đi tiếp. Và khi Yugi và những người bạn xuất trình đó, cái gì vậy trời, hồn con này. Để em nói tiếp nha, để em nói tiếp cho. Và tất cả bọn họ đều đưa ra 7 lá bài. Tại đây, vấn đề nằm ở đây là tác giả đã vẽ sai hoặc là có sự nhầm lẫn giữa hai số 6 và 7.
Thì cũng đúng, công nhận có 6 như 7 thôi mà tác giả cứ lộn hết lần này tới lần khác à. Em thấy khác nhau mà, 6, 7 khác nhau mà, 7, 6 đâu giống nhau đâu. Trong những đứa cách đầu tiên, Yami Yugi đã gặp ngay Yami Gakuga. Và tại một thời điểm nào đó, Yami Yugi đã tự phát triển ra một hệ thống bút bài mới. Đó là bút bài trên chính những lá bài trên tay. Ủa? Vậy được luôn hả? Vậy là giờ chơi bài là tự rút trên tay mình được luôn? Ừ, đúng rồi đấy em. Chơi bài là rút trên tay được luôn á. Để anh cho em coi video này nha. Đâu đâu? Với sức mạnh thần thánh và niềm tin bất diệt vào lá bài của mình, nên giờ đây Yami Yugi đã có thể rút được mọi lá bài mình cần ở bất kỳ đâu thay vì trong bộ bài. What? Em bấm gì bị hí hửng vậy? Thì em đang quay với bạn em luật chơi mới mà anh nói á. Luật chơi, nãy giờ tôi đang dụ em đó. Trời ơi, đây là đang nói về mấy cái video nhầm lẫn mà luật chơi gì. Trời ơi, hèn gì, thấy nghi nghi nãy giờ, sao mà tự rút bài trên tay được. Nhầm lẫn tiếp theo là sai sót xảy ra khá thường xuyên đối với nhân vật này. Cụ thể là ở tập 86 khi Joey đấu với Odin. Round 2, fight. Trong tập này, chúng ta có thể thấy rõ hình xăm trên mặt của Odin là nằm bên trái. Nhưng ngay sau khi quái vật của Odin bị phá hủy thì kỳ lạ thay, hình xăm lại nhảy qua bên phải. Ồ, hình xăm lúc ba hồi bên trái, hồi bên phải, lạ quá ha. Ủa mà em nhìn kìa, hình như mấy cái chữ tượng hình ở trên cây cột giống như đang vẽ nó tiếp qua cái mặt của Odin vậy á. Ồ, anh nói em mới để ý ha, có khi nào người ta quen tay cái người ta vẽ luôn nguyên cái cột lên mặt Odin. Vậy cũng được nữa. Ở tập 133 tại vòng bán kết của cuộc thi Duelist Kingdom, trong lúc Joey đang dưỡng thương sau trận đấu với Marik thì cậu ấy đã mơ thấy mình đang thi đấu tại thành phố Domino và sự kiện này diễn ra trước trận đấu Duelist Kingdom. Đây chi tiết này quan trọng để em nói tiếp cho. Do trong trận đấu này Joey có sử dụng lá bài hoán đổi công thủ. Tuy nhiên sau khi tham gia cuộc thi Duelist Kingdom thì cậu ấy mới sở hữu lá bài này. Ủa vậy anh Don? Tại là anh không thấy chưa? Để tôi giải thích cho mình nghe. Thì nghĩa là hiện tại Joey đang ở trong quá khứ và không thể nào cậu ấy có thể sở hữu được lá bài hoán đổi công thủ. Hiểu chưa? Ủa mà khoan, cái này là mơ mà đúng không? Mơ thì mơ gì chả được, cái này đâu tính là lỗi đâu. Thì đó, anh cũng đang tính nói nè, do lỗi này ở trong giấc mơ cho nên có thể tạm thời chấp nhận được. Ồ. Và phân phát cuối cùng, ngay cả cô gái vàng trong làng Monster, Dark Magician Girl cũng không tránh khỏi việc bị sai sót. Và trong cùng tập phim với cảnh rút bài thần thánh trên tay ban nãy. Nữa hả? Đúng rồi, tiếp theo luôn đó. Thì Yugi sau khi rút bài xong, cậu ấy nhìn lá bài và đó là tấm Dark Magician Girl. Như chúng ta đã biết, Dark Magician Girl là một lá bài 6 sao, nhưng trong cảnh này thì nó lại là 5 sao. Em thấy chất lượng 5 sao hợp lý hơn chất lượng 6 sao chứ. Ủa là sao? Đang nói đến bài Yugi mà chất lượng 5 sao, 6 sao là sao? Thì anh thấy mấy cái nhà hàng khách sạn đó để đánh giá uy tín chất lượng là người ta cũng cho 5 sao một cùng à. Ồ, nhỏ này lâu lâu cũng phát biểu được con không biết. Ủa, khoan, mà nói đến bài Yugi mà. Phải thì tiêu chuẩn sao cũng phải giống theo bài Yugi chứ. Sao lại là theo nhà hàng? Thôi, mình tạm dừng ở đây em nhé. Nãy giờ cũng được 10 lõi rồi đó. Ừ, cũng nhiều rồi. Vẫn còn rất là nhiều cái lợi khác. Tuy nhiên, do thời lượng clip có hạn cho nên bọn mình sẽ để dành cho những cái video clip kế tiếp các bạn nhé. Những sai sót nhầm lẫn trên thì cũng chỉ là những chi tiết nhỏ mà các bộ anime thường hay mắc phải. Cũng ít bạn để ý khi xem nhưng mà khi phát hiện ra thì rất là thú vị đúng không nào? Ừ. Thì đối với anh, Yu-Gi-Oh là cả một tuổi thơ, từ anime cho đến các trận đấu bài. Không biết các bạn này như thế nào? Hy vọng video này sẽ mang đến cho các bạn những phút giây vui vẻ và thư giãn khi nhớ về bộ anime tuổi thơ của mình. Và cuối cùng là đừng quên like, share và subscribe channel của Nasop để cập nhật những thông tin và sản phẩm mới nhất nha. Tạm biệt. Bye bye, tạm biệt. Đó, không sao.